vị khán giả đã quay trở lại với kênh của Kim Hân Vlog. Thì hôm nay Kim Hân và chú Trần Nên sẽ tiếp tục phục vụ cho quý vị khán giả một bài hát vọng cổ từ thời xa xưa rồi. Đó là bài Lá Trầu Xanh. Thì cái bài này á, là nhớ hồi đó lúc nhỏ nhỏ cái đài phát thanh truyền hình Kiên Giang đi xuống quay á, thì hồi xưa Hân nhớ là mặc cái quần mà cái dạng như cái quần bà la vậy đó, nó cục cục thúc ở trên, hát luôn cái bài Mạnh Lệ Quân. Qua cứu sùng rơi hoài bên bờ sông lạnh, em đem mau lá hồng một ngày thu tà nghi quạnh, trời mưa buồn buông lạnh. Hai vừa qua rồi thì Trần Nên và Kim Hân Vlog cũng có giao lưu một cái bài hát là Huyền Trang Công Chúa. Thì hôm nay cũng lại gặp Kim Hân, thì Kim Hân cho tôi biết như là những bài của Kim Hân hát đó là hồi đó ai dạy việc cho cô mà bây giờ cô hát nghe cũng rất là hay. Không, cái đó mình... hả chú? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ, tại chú hỏi thì con nói mà con cũng hơi mắc cỡ, con ngại lắm. Đâu có gì đâu, mình có sao nói vậy mà. Dạ, thì không giống gì chú, thì tía của con á cũng là thầy đàn. Vì sao? Dạ, mà bây giờ tía đi đàn ở Hà Tiên á, mà tía chê con hát dở không có nhà đàn cho con. Trời ơi, hát vậy là thôi chứ dở gì nữa. Tía nói hồi giọng yếu quá à, đừng hát. Thì bây giờ tía con hiện tại tía con cũng đang ở Hà Tiên á. Dạ, tía con đi làm chỗ anh với anh của con. Còn con ở đây thì con có cái nghề riêng của mình á, thành ra cũng không có đi theo tía, mà tía cứ không ở lại với mình. Bây giờ đến với chương trình hôm nay, cô Kim Hân hát bài gì đó? Con hát bài Lá Trầu Xanh đi chú. Rồi. Cái bài đó hồi nhỏ xíu khi con có thuộc, bây giờ không chắc còn nhớ. Rồi. Một lần nữa kính mời quý vị khán giả đã đến với Kim Hân giao lưu bốn câu giọng cổ, bài hát được mang tên Lá Trầu Xanh. Mời quý vị khán giả cùng thưởng thức. Cứ vô lại. Bác chưa bắt được giọng.
rồi một hôm mưa buồn sớm chờ bên con chầu xanh em đợi bạn chung tình. Mưa gió cách nhằn duyên kiếp đôi mình, chợ vắng thương người sao anh không tới, yêu nhau ngại gì lầy lội bước chân. Để em quay về trong nỗi nhớ thương, chầu không nặng gánh mà nặng tình thương nhớ. Anh phụ em rồi anh không đến nữa, để tiền chờ buồn làm heo lá chầu Kim Hân rất nhiều. Cảm ơn con của Kim Hân hay quá. Kim Hân tập nhiều có không chú? không có gì. Cảm ơn quý vị khán giả đã xem hết video bài Lá Chầu Xanh do Kim Hân và chú Trần Minh.